Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nít số 3 V-Lumpic của khối lớp 7 vòng thứ 7. Mục tiêu: tìm những câu khó và lạ để làm vốn cho mình sau này. Sắp tới kỳ thi vòng trường rồi các em nha, đừng có để rớt. Rớt thì hơi buồn ha, nó không còn cái sân chơi để mình thử thách nữa. Bài thi số 1 vẫn là tìm cặp bằng nhau. Câu khác đi. Vẫn là những câu quen thuộc. Ở nít 1, nít 2 thì cũng có câu lạ kìa. Ủa, cái phần mềm toán học đâu rồi? Đây rồi kem. Rồi kem thông cảm nha. Thầy hay để đồ lung tung, tới hồi tìm khó nhớ quá. Rồi số 18 người ta cho ghi lại thôi. Cái bài này thầy làm ở nít số 1 hay số 2 gì rồi đó. Giờ kem để ý nè. Cái y trừ 1, trị tuyệt đối của y trừ 1. Trị tuyệt đối của y trừ 1 á, là luôn luôn lớn hơn bằng 0. Đó. Như vậy suy ra là 6 mà đi trừ cho cái đó thì luôn luôn sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng 6. Không, 6 trừ cho một số dương thì nhỏ hơn 6. Còn 6 trừ đi số 0 thì vẫn bằng 6. Như vậy nếu cái này lớn hơn bằng 0 thì 6 trừ cho cái này sẽ luôn luôn nhỏ bằng 0. Như vậy nếu mà nhân nó với 3. Thì nó sẽ nhỏ hơn bằng 3 nhân 6 là thành 18 ha. Nhỏ bằng 18 đi nha. Rồi mình lại có gì nữa? Mình lại có x trừ 2 tất cả bình thì lớn hơn hoặc bằng 0, tức là trừ x trừ 2 tất cả bình thì lại bé hơn hoặc bằng 0. Đó. Giờ một cái luôn luôn nhỏ hơn hoặc cao lắm là bằng 18, cộng cho cái này luôn luôn nhỏ hơn hoặc cao lắm là bằng 0. Vậy suy ra là suy ra cái này trừ cho cái này thì luôn luôn nhỏ bằng 18 ha. Như vậy giá trị lớn nhất của cái này là bằng 18 nghe. Trừ 9 phần 22 trừ 5 người ta cho rồi. Cái này ở nít trước thầy giải rất kỹ các em ha. Giá trị nhỏ nhất là bằng trừ 5, đạt được khi x bằng 0 đó. Còn cái này là số thập phân chu kỳ. Các em đổi ra phân số thôi, đổi ra phân số tối giản thôi. Là trừ 0,4 chu kỳ 0,9 là trừ 9 phần 22.
cái này A là 3 phần, B là 5 phần. A là 3 phần, như vậy 3A là 9 phần nha. 9 phần. A là 3 phần, vậy 3A là 9 phần. Vậy thì gọi là 9X đi. Cộng B là 5 phần thì gọi là 5X đi. Cộng lại thì bằng 2. Từ đây suy ra X sẽ bằng 2 phần 14. X sẽ bằng 2 phần 14 các em nhé. Tức là bằng 1 phần 7. 1 phần là bằng 1 phần 7. Chúng ta bắt tính A. Thì A nó chiếm 3 phần thì lấy 3 nhân cho 1 phần 7 thôi. Ha. Như vậy là bằng 3 phần 7. Cách làm của khóa học V81 các em nhé. A bằng 3 phần 7. Rồi, 62 phần 55. Em rút gọn thử coi. 62 phần 55. Tối giản rồi. Tiếp tục. 1,1 chu kỳ 27. Bằng 62 phần 55. Rồi, 3 phần 7. Các em chọn bằng nhau nè. Rồi. Bằng nhau nè. Bằng nhau nè. Rồi bằng nhau nè. Rồi bằng nhau. Ta đã qua được bài thi số 1. Giờ tới bài thi số 2. Cầu cho gặp câu khó kìa. Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Thì các em lấy máy tính mình chia thôi. Đây. 12 phần 15 các em nhé. Chia ra là 0,8 là hữu hạn. Cái này ở nít trước ta có làm rồi ha. Hình như là 89 phần 37 hay sao? Thử coi. 89 chia 37. Sai, không phải. Cái này kìa. 90 phần 37. Phân số viết được dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn. Em lấy 32 chia 19 được. Rồi, số này. Số thập phân vô hạn. Rồi. Chu kỳ của cái này thì là 27, nhìn vô thấy liền mà các em. Đây các em. Rồi, bài toán này hơi khó một chút. Thầy gọi số học sinh khối 6 là A, số học sinh khối 7 là B. Số học sinh khối 8 là C và số học sinh khối 9 là D. Như vậy số học sinh khối 6 và khối 7 tỷ lệ với 12 phần 11. Như vậy các em sẽ có là A phần 12 sẽ bằng B phần 11. Số học sinh khối 7 và khối 8 tỷ lệ với 5 và 6. Như vậy là B phần 5 sẽ bằng C phần 6. Số học sinh khối 8 và 9. Khối 8 và 9 tỷ lệ với 11 và 13. Tức là C và D tỷ lệ với 11 và 13. Như vậy ta có 3 cái dữ kiện đề cho các em nhé. Rồi ở đây các em nhân A phần 12 bằng B phần 11 thì các em nhân 2 vế cho 1 phần 5.
Đó. Còn bên này thì các em nhân B phần 5 bằng C phần 6. Thì các em nhân hai phe cho 1 phần 11. Như vậy những cái kết quả mới nó vẫn bằng nhau các em nhé. Hai lượng bằng nhau cùng nhân với một số thì nó sẽ tạo thành những kết quả bằng nhau thôi ha. Rồi, C phần 11 thì thầy nhân C phần 11 bằng D phần 13 thì thầy nhân hai bên cho 1 phần 6. Đó. Bây giờ các em sẽ có cái gì? Thầy đưa xuống dưới. Cái này sẽ là A phần 60. Bên này sẽ là B phần 55. Đây là B phần 55. C phần 66. Cái này là nhân vô là thành C phần 66. Nhân vô là D phần 63 18. D phần 78. Rồi. Vậy ta có 3 cái cặp bằng nhau mới các em nhé. Mà những cặp này nó bắt cầu với nhau được nè. Ở ngoài ồn quá nhỉ. Rồi. Thầy đưa xuống dưới. A phần 60 thì bằng B phần 55. Mà B phần 55 thì lại bằng C phần 66. Mà C phần 66 thì lại bằng D phần 78. Rồi, tới đây thì xong rồi đó các em. Tới đây thì xong rồi đó. Bây giờ ta cộng hết tử lại. A cộng B cộng C cộng D. Còn mẫu thì ta cộng lại là 60 cộng 55 cộng 66 cộng 78. Đó. A, B, C, D là lần lượt là số học sinh của 4 khối 6, 7, 8, 9 mà cộng lại là tổng số học sinh 4 khối là 518 nè. Thì chỗ này là 518. Còn ở dưới cộng lại có bao nhiêu? 60 cộng 55 cộng 66 cộng 78. 259 nè. 259. Vậy nó sẽ bằng 2. Rồi số học sinh khối lớp 6. Số học sinh khối lớp 6 là A đó các em. Thì các em lấy A phần 60 bằng 2 cuối cùng nè. Thì A sẽ bằng 60 nhân cho 2, tức là bằng 100, 120. Số học sinh khối 6 là A sẽ bằng 120 ha. Rồi xong. Câu này phải vẽ hình cẩn thận ra kìa. Cho ba đường thẳng phân biệt A và B vuông góc với nhau. Rồi. A và B vuông góc với nhau khi nào? A vuông góc với C hả? Và B không song song với C thì B cắt C. Thì cũng chả có cơ sở gì để vuông góc với A cả ha. Cái này bỏ. A và B cùng vuông góc với C thì A và B song song với nhau chứ làm sao vuông góc được. Này. A vuông góc với C. A vuông góc với C rồi B lại song song với C thì A sẽ vuông góc với B. Đây cái đây các em. Vẽ hình ra thấy liền à. Vẽ hình ra thấy là thấy liền à. Bài này thầy giải ở nick số 2 rồi. Hoặc là nick số 1 gì đó. Các em về coi lại. Coi lại ha. Đáp án nó là cái này nè. Kiểm tra lại cho lỡ sai cho uổng lắm. B bằng 4. B bằng 3 bằng C bằng 5. Rồi. Nhân 4, nhân 3, nhân 3, nhân 4. A phần 9 bằng B phần 12 bằng C phần 50. A C phần 20. Đây các em. Về nick 2, nick 1 gì đó coi lại các em nhé. Rồi. Bài này nick 2 thầy giải rồi ha. Nick 2 thầy giải. Đáp án là cái này. Các em về lại nick 2 coi cách giải. Về lại nick số 2 coi cách giải kỹ lưỡng của bài này. Rồi, cái này thì tìm mà cặp số có cùng mẫu số khi đưa về phân số. Thầy thử nha.
1 phẩy chu kỳ 72 thì ra mẫu là 11, 2 phẩy chu kỳ 27 cũng ra mẫu 11. Như vậy cái này kia đây. Còn cách giải thì về nít 2, nít 1 á, thầy hướng dẫn có những cái bài mẫu coi rất là kỹ ha. Khó lên, gặp câu khó lên coi. Trời ơi, toàn câu dễ không. Cái này rồi, bây giờ thầy có 15. A bằng 15 phần 2 nhân n. Trong đó n là số tự nhiên ha. Có một chữ số. Bây giờ các em lần lượt thay n bằng 1 thử coi được không. N bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ha. Thay vô. Rồi các em lấy máy tính chưa? Các em dùng chức năng giải hàng loạt mà thầy đã dạy ở khóa học V81 cũng được nghe. Rồi thầy dùng chức năng đó cho lẹ đi. Chức năng khảo sát hàm á ha. Rồi nhập 15 chia cho 2. N thầy đổi thành x đi. Rồi thầy cho x chạy từ 1 tới 9. Rồi bây giờ các em coi. Một được ra số thập phân hữu hạn nè. Nếu n bằng 1 thì a lớn nó sẽ bằng là 7 rưỡi. N bằng 2 thì nó bằng 3,75. N bằng 3 ra 2 rưỡi. N bằng 4 nó ra 1,875 dần. N bằng 5 thì nó ra 1 rưỡi. N bằng 6 thì nó ra 1,25. N bằng 7 thì nó ra 15/14. Vậy không phải số phân hữu hạn bỏ. N bằng 8 thì nó ra là 15/16, tức là 0,9375 là dừng. Rồi N bằng 9 là nó ra vô tận, số phân vô hạn. Vậy là ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và số 8. Như vậy là 7 số các em nhé. 7 số. Thử lại, 15 chia cho 17. 15 xin lỗi, 15 chia cho 2 nhân 7 là chia cho 14. Thử lại cho nó chắc ăn mà. Ồ, số phân chu kỳ rồi. Rồi 15 chia cho 18. Ồ, ra số chu kỳ. Vậy n bằng 7, n bằng 9 là loại. Thì chỉ có mấy số này thôi các em nhé. Thử lại, cái này chỉ là thử thôi mà. 7 số ha. Bài thi cuối cùng, bài thi số 3 các em. Bài thi số 3 ha. Bắt đầu. Viết dưới dạng phân số tối giản. Các em dùng kỹ thuật thầy dạy ở khóa học V71 làm nhanh. 1 phẩy chu kỳ 23, 122/99. Còn cái cách biến đổi toán học như thế nào thì các em về nít 1 các em coi lại nhé. Rồi 0,123. Chu kỳ. Không phải 123 chu kỳ thì bằng 123/99. Vậy là nó sẽ bằng 41/ cái bài này ở nít 2 thầy giải rồi các em nhé. 41/33 ở nít 2 thầy giải rồi. Cái kia cũng bằng 41/33. Các em về lại nít 2 các em coi ha. Giải rất kỹ.
Ồ, biết bài đó mình giải chưa nhỉ? Thầy giải nhiều quá không nhớ. Cái số hồi nãy các em còn nhớ không? Như số hồi nãy là 0 phẩy một chu kỳ 231 đúng không? Hình như không biết thầy giải chưa. Thôi bây giờ thầy giải lại cái bài này cho chắc ăn đi các em. Không thôi các em là quên. Thầy ghi lại số đó là nhân cho 10 để giờ dấu phẩy qua bên phải một chữ số đó. Nhưng mà nhân với 10 thì nó đâu còn bằng như cũ nữa. Thành ra thầy phải nhân với 1 phần 10 để nó bằng như cũ nè. Rồi hai số này nhân lại thì nó sẽ thành giờ dấu phẩy sang một chữ số. Đó. Như vậy là nó sẽ thành là 1 231 phần 999. Rồi nhân cho 1 phần 10, xin lỗi các em chỗ này là 1 phần 10 nha. Đó, nhân cho 1 phần 10. Rồi như vậy nó sẽ bằng 1 231 phần 999. 231 phần 99 thầy tối giản đi. Là bằng 77 phần 33 3. Rồi nhân tiếp cho 1 phần 10. Vậy sẽ bằng tiếp 333 cộng 77 là bao nhiêu? 410. 410 phần 333 thì nhân cho 1 phần 10. Rồi các em rút gọn 41, 410 với 10 là nó thành 41 ở trên, còn dưới là 10 là mất đúng không? Vậy là còn 41 phần 333. Đó là lý do hai số này bằng nhau các em nhé. Hai số này là bằng nhau. Thầy sợ thầy nhớ lộn mà thầy chưa giải mất công thầy giải lại ha. Cho chắc ăn đi. Tiếp tục. A phần B. Tích của tử với mẫu là 118. Rồi thầy phân tích 118 ra. Thì phân tích ra thì số nguyên tố là nó bằng 2 nhân 59. Như vậy là A phần B có khả năng là 1 đó là bằng 2 phần 59, 2 là bằng 59 phần 2. Thì các em thử hai số này thì các em thấy chỉ có 59 phần 2 nó mới ra thập phân hữu hạn thôi. Còn 2 phần 59 nó ra số phân chu kỳ liền, không? Vậy phân số đó chính là 59 phần 2 các em. Rồi tiếp tục. À lại một bài giống như vậy. Một phân số A phần B tối giản. Tích của tử và mẫu là bằng 210. 210 các em thử phân tích thành số nguyên tố coi. Để tìm ước cho dễ mà. Bữa nay không dùng 210 phân tích ra thì số nguyên tố là bằng 2 nhân 3 nhân 5 nhân 7. Bây giờ thầy phải đi tìm coi nó có thể viết được có bao nhiêu phân số thỏa mãn phân số tối giản này. Mẫu khác một, tích tử mẫu bằng 210. Vậy thầy đi tìm ước của 210 đã. Ước của 210 là cũng nhiều quá nghe. 1 nè, 210 nè. 2 nè. 105. 3 nè. 70 nè. 3 x 7 21 đúng rồi. 4 thử coi. Không được. 5. 210 chia 5. 5 với 4 2. 210 chia 6. Được 35. 210 chia 7 thì được
30. Còn không? Bao nhiêu ước rồi các em đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Phải tới 16 ước lận các em. Đây mũ 1 cộng 1 là thành 2 nè. 2 x 2 x 2 x 2 là thành 16 ước lận. Chia 8 được rồi. 210 chia 8 không được. 210 chia 9 không được. 210 chia 10 thì được. Chia 10 thì được 21. Vậy là bao nhiêu ước rồi ta? Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, vẫn thiếu hai ước nhờ. 210 chia 15 được không? Ồ được, 14 kìa. 210 chia cho 14 thì được 15. Rồi, để tắt hai phe ra cho các em dễ thấy nè. Rồi, như vậy là A phần B của chúng ta có khả năng là những phân số nào đây? Cứ tử mẫu nhân lại bằng 210 nha. Như vậy các em lấy một số bên phe này làm tử, rồi một số tương ứng bên phe này làm mẫu, để nhân lại làm thành 210 đó. Hoặc là lấy ngược lại, lấy tử bên phe này, mẫu bên này à. Rồi nó có thể là 1 phần 210 đó chứ, đúng không? 1 x 210 là bằng 210, mẫu khác 1 rồi đó. Nhưng mà lấy coi có phải là số thực phân hữu hạn không. Lấy 1 chia 210 không phải là phân hữu hạn, chu kỳ em, bỏ đi. Rồi thì lấy tiếp 2 phần 105. 2 chia 105 ra số phân chu kỳ, bỏ. 3 chia cho 70 bỏ luôn. Mẫu có ước nguyên tố 7 rồi. Giờ lấy 5. 5 thì chia 42. Thử coi. 5 chia 42 ra thập phân chu kỳ kìa. 6. 6 chia 30. Hình như lộn mà. 5 với 42 chia 6 được không? 210 đâu chia 6 được. À được. 6 thì được 35. Đây thì thiếu số 35 này, hàng gì? Vậy là bao nhiêu số rồi? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Ủa sao lại dư? 1, 210, 2, 105. 3 là 70. 4 là không được. 5 là 42. 6 là 35. Vậy là dư số 35. 6 là 35 ha. 6 là đi với 35. 6 chia 35 cũng là số phân chu kỳ, bỏ. Vậy là 7. 7 trên 30 cũng bỏ luôn. Bởi vì 7 trên 30 là số tập phân chu kỳ. 10 trên 21. 10 chia 21 cũng không được. Mẫu có ước nguyên tố là 3, khác 2 và 5. 14 trên 15 cũng được luôn. Số phân chu kỳ. Vậy lấy cái nhóm này làm tử, cái nhóm này làm mẫu thì chẳng thu được số nào cả. Giờ ta làm ngược lại. Lấy cái nhóm trên này làm tử và phe dưới này làm mẫu ha. Rồi đầu tiên là 210 chia cho 1. Vậy là không được rồi. Mẫu là phải khác 1. Tiếp theo là 105 phần 2. Cái này được kìa. Phân số tối giản, mẫu khác 1, tích lại bằng 210. Rồi ra số phân hữu hạn. 105 chia 2 là ra phân hữu hạn 52 rưỡi. Tiếp tục là 70 phần 3 bỏ, bởi vì mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5, không thành hữu hạn được. Lấy 42 phần 5 được kìa. 42 phần 5. 42 phần 5 là phân số tối giản nè. 42 phần 5 là tối giản nè.
mẫu khác một à, rồi chia ra ra 8,4 là số phân hữu hạn đúng luôn. 42 lấy đi với 5. 35 đi với 6 rồi được không? Em lấy 35 đi với 6 rồi. Nó ra chu kỳ rồi. Đúng chu kỳ luôn. Vậy lấy 30 đi với 7 cũng được. 30 đi với 7 thì mẫu là 7 là ước nguyên tố khác 2 và 5 rồi. 21/10 à, được. 21/10 là phân số tối giản mẫu khác 1 chia ra số phân hữu hạn ra 2,1 à. 15/14 mẫu có ước nguyên tố là 7 khác 2 và 5. Như vậy bài này có 3 phân số các em nhé. Có tất cả là 3 phân số này. Rồi, những bài tương tự các em làm y như vậy ha. Rồi, vẽ hình. Phải vẽ cái hình cho các em coi cho dễ hình dung. Cho hai đường thẳng AB song song với nhau. Ta vẽ nằm ngang đi. Dạy gì mà vẽ lung tung. Rồi, hai đường thẳng AB song song. Trên đường thẳng A lấy hai điểm A và B. Đây, A và B. Rồi, trên đường B lấy điểm C. Trên đường thẳng A lấy A, B, trên này lấy C. Nối lại sao cho góc ABC bằng 40 độ. 40 độ. Đây là đường thẳng A kia. Còn đây là đường thẳng B. Rồi, đường thẳng A song song thẳng B. A và B nằm ở trên đường thẳng A. Còn C nằm trên thẳng B. Góc ABC bằng 40 độ. Rồi biết góc BAC. Góc BAC là gấp 3 lần. BAC là góc này. BAC gấp 3 lần BCA. Như vậy là góc BCA là X. Còn góc này là 3 lần X. Kỹ thuật đặt X. Sau này thầy sẽ có một khóa học riêng giải toán hình học bằng phương pháp đặt X kia. Rất hay. Rồi, như vậy là góc BAC là 3 phần. Góc BCA là 1 phần. Vậy tổng số phần là 4 phần. 4 phần đó thì bao nhiêu? Em lấy 108 trừ cho 40 theo định lý tổng 3 góc này. Góc này 40 rồi thì hai góc còn lại là 108 trừ 40 là bằng 140 ha. Mà 140 đó là gồm có 3x với x là 4 phần đó. Vậy lấy 140 chia cho 4 thì ra 35, mỗi phần là 35. Như vậy là góc BAC là 3 phần. Thì các em lấy 3 x 35 là bằng 105. 105 các em nhé. Góc này 105 nè, góc này 35 nè, góc này 40 nè. 105 cộng 35 cộng 40 bằng 108 ha. Đọc lại đề coi có sai không. Đường thẳng A song song đường thẳng B. Rồi ok. Trên đường thẳng A lấy A và B, C. Rồi ABC bằng 40 rồi ok. Góc BAC gấp 3 lần BCA. Rồi đúng rồi, chắc chắn đúng luôn đây. Rồi, các em nhớ đăng ký khóa học của thầy thì vào trang quyền ngôn luận ha. .wordpress.com đăng ký ngay đi ha, để lấy kiến thức mà thi vòng trường chứ đừng có để rớt vòng trường uổng lắm các em. Rồi, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở nick khác nộp bài.